Ngày 25 tháng 11, các công tố viên tại Hàn Quốc đã đề nghị mức án 5 năm tù cho chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong vì hành động trong vụ sáp nhập gây tranh cãi giữa các công ty liên kết. Theo đó, ông Lee và các cựu giám đốc điều hành khác bị cáo buộc dàn xếp vụ sáp nhập giữa hai công ty liên kết là Samsung C&T và Cheol Industry vào năm 2015 theo cách không phù hợp. Hành động này được cho là nhằm củng cố quyền kiểm soát của ông Lee trong tập đoàn, gây tổn hại cho cổ đông và nhà đầu tư. Trước đó, hồi tháng 2, Tòa án Trung tâm Seoul tuyên bố chủ tịch Lee vô tội trong các cáo buộc gian lận sổ sách và thao túng cổ phiếu. Tuy nhiên, công tố viên đã kháng cáo phán quyết đó. Đến nay, trong phiên xét hỏi phúc thẩm vào ngày 25 tháng 11, giới công tố Hàn Quốc lại đề nghị mức án tù 5 năm cho chủ tịch Samsung Electronics. Trong thời gian gần đây, ông Lee Jae-yong phải đối mặt với những nghi vấn ngày càng tăng về khả năng lãnh đạo Samsung khi tập đoàn đang gặp tình trạng lợi nhuận chậm lại và giá cổ phiếu giảm. Chủ tịch thế hệ thứ ba của Samsung liên tục vướng vào các vụ kiện tụng, án tù và tranh cãi xung quanh các quyết định liên quan công việc của tập đoàn.